quý vị, ngày mai đã là rằm Trung Thu hay còn được gọi là Tết Thiếu Nhi. Nhiều đêm hội rước đèn đón trăng phá cổ Trung Thu đã được tổ chức cho các em nhỏ ở khắp nơi. Các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm dịp này cũng không quên chăm lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được đón một mùa Trung Thu ấm áp. Đêm hội chú cuội chơi trăng với nhiều tiết mục hấp dẫn vừa diễn ra đầy sôi động tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như rước đèn, múa lân, trình diễn xiếc và các hoạt động văn nghệ vui nhộn. Dịp này các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Trung thu 2017 diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10. Trong chương trình Thu yêu thương tại nhà hát lớn Hà Nội, hơn chục nghệ sĩ piano, violin, viola của Việt Nam đã cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Bo Kyung Lee được khán giả đắm mình trong những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới. Tại đây, các người nghệ sĩ đã dùng âm nhạc để kết nối những trái tim, lan tỏa tình yêu thương với những số phận kém may mắn. Số tiền thu được sẽ dùng xây trường cho trẻ em mầm non ở xã Triền Sung, tỉnh Sơn La. Gần 20 nghệ sĩ Ba Lan đã giới thiệu đến người yêu nhạc Việt Nam những bản hợp xướng sôi động mang bản sắc riêng độc đáo tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng mang tới ấn tượng đặc biệt với bài Trống Cơm, đặc biệt hơn là phần trình diễn hòa giọng ăn ý của nghệ sĩ hai nước, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị của hai quốc gia. Show live show với hơn 3.000 khán giả tại Hà Nội, ban nhạc Ngọt lại tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cháy vé chỉ trong vài ngày ở mini show ra mắt album mới Người Bình Thường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại tình cảm của khán giả, nhóm đã trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi và cả những sáng tác mới với âm nhạc lôi cuốn, ca từ chân thành nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Nhóm Ngọt còn mang tới bất ngờ cho khán giả với sự xuất hiện của khách mời Đen Vô trong live show của mình. Quý vị thân mến, cùng với thông tin vừa rồi thì chương trình Toàn cảnh 24 giờ xin được khép lại tại đây. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Phụng Yến và Đào Duy xin thân ái chào tạm biệt quý vị.